chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của hai vợ chồng mình. Tối ngày hôm nay vợ chồng mình sẽ đi uống trà sữa. Đi order trà sữa thì cái tiệm trà sữa này đó, nó có hai chi nhánh. Một cái là dưới thành phố Chino Hill và một cái là ở dưới thành phố Arai. Thì hiện tại vợ chồng mình đang đến cái tiệm nó nằm ở Arai. Mà nghe nói là phải get line order tới 45-50 phút. Mà mỗi lần order đó thì nó chỉ cho mình order 10 ly thôi mọi người. Đó thì vợ chồng mình từ nhà mình xuống đây lái xe khoảng hơn 10 phút. Thì bây giờ không biết vô get line bao lâu đây. Đó, cái tiệm trà sữa này nó tên là Omomo. Dạ, Omomo. À đó, thì hình như là của Đài Loan thì phải đó. Dạ. Đó, thì bây giờ hãy theo chân vợ chồng mình vào bên trong nha mọi người. Dạ. Đây nha mọi người. Mình đã tới cái tiệm trà sữa này rồi. Mình đang đứng ở phía trước đây mọi người. Mọi người get line rất là đông. Get line rất là đông nha mọi người. Đây cạnh phía bên ngoài của cái tiệm này. Trà sữa xong rồi thì bây giờ qua mua bánh hamburger nha mọi người. Ở tiệm In and Out. Ở Huntington Beach. Huntington Beach đây nè mọi người. Đây. Đã tới nơi rồi thì bây giờ cũng get line hơi bị lâu đó. Thấy cũng một cái line rất là dài. Đây, mọi người đang là get line để order. Order cái này cũng mình cũng order trên xe luôn nha mọi người. Không có cần phải vô bên trong. It's good. How you doing, my friend? Okay. May I have two double with onion, please? Two double doubles with onions. And one big French fry. One French fry. Yeah, that's it for me. Yeah. Two double doubles with onions and a French fry. Yes. No drinks. No drink. I got already. Yeah. We're in the car. I will to go home. Yeah. To go. Yes. That's gonna be just $10.70 the next. All right. Thank you. Appreciate it. Thank you. Thank you. Hôm nay á, cái tiệm này nó hơi đông đó mọi người, nên có một nhân viên sẽ đứng ở ngoài lấy order cho mình luôn. Rồi đây nè mọi người, bây giờ ông xã mình sẽ trả tiền nha và pick up cái bánh hamburger. Hi, hello my friend, how are you? I'm fine, how are you doing? I'm doing great. We have two double with onions and a fry. That'll be $10.70. All right, thank you. Anh nhân viên nghe dễ thương chưa? Đó, mọi người trong đây làm việc rất là đông. Nhưng mà đa phần là những người trẻ. Alright. Have a nice evening. Alright, thank you. Rồi, xong rồi đó mọi người. Đã lấy xong cái order của mình. Và bây giờ tụi mình sẽ về nhà ăn thôi. Rồi, go home. Go home and eat. Yeah. Yeah. Ok. Ok. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của hai vợ chồng mình. Tối nay lại tiếp tục ăn mọi người. Ăn fast food, hay đi ăn fast food today. Dạ. Hôm nay mình ăn là hamburger. Hamburger. In and out, hamburger in and out. Có thêm fry nè mọi người. Fries. Trong cái ketchup này nè, là đó là sốt cà chua ha. Yeah, để ăn kèm với lại cái này đúng không? Ăn với hamburger. Yeah. Và In-N-Out này là mình order đó, là có hai miếng thịt, nó gọi là double. Thì bên trong nó có hai miếng cheese và hai miếng thịt xay. Và trong đây họ có để cà chua và salad. Yeah. Đó. Và họ có một cái loại sốt đặc biệt riêng của họ nữa.
Yeah, em thấy cái sốt này nè. Đó. Đó thì là hôm nay mình order hai cái hamburger. Rất là hấp dẫn cái mùi, trời ơi, mùi đang đói bụng mà nghe cái mùi này. Và hôm nay á là mình có uống trà sữa nữa nha mọi người. Trà sữa mình order bốn loại để mình coi cái tên của, để mình có chụp hình lại. Thì cái trà sữa này đi, cái này á, cái màu hồng này nó có bo ba ở dưới ha, trà sữa trân châu đây thì nó tên là strawberry tornado đó, tomato ha. Rồi sau đó là cái này á là matcha nè, cũng có là trân châu trong đây luôn, và nó gọi là Omomo Matcha, có nghĩa là giống như trà, cái trà loại trà của Nhật á, matcha, loại trà của Nhật ở đây ha. Rồi sau đó đó là cái này á, nó gọi là Oreo Brulee đó. Oreo Brulee thì nó cũng có chân cho trong đây luôn đó, cái là, giống nhau ha, giống nhau mà nó khác, đúng rồi. Và cái cuối cùng á, đó là Super Lemon Oolong, có nghĩa là cái trà oolong và nó có chanh trong đây nữa đó, thì nhìn mà nó cũng có boba trong đây luôn. Dạ. Đó, trân châu. Cái tiệm trà này đó thì là nó có hai tiệm, một cái là ở dưới thành phố là Chino Hill với một cái là ở Irvine. Thì nhà mình ở gần Irvine nên mình xuống mình order, thì hôm nay order cái này chờ hơi lâu. Chờ đâu hồi nãy mình bốn 40 phút không? Dạ, chắc cỡ đó 40 phút. Nên có nhiều người một lần order nó chỉ cho order 10 ly thôi. Nhiều. Mà cái tiệm nó không có lớn, nó bé lắm. Nhưng mà họ phải vô guest line ở ngoài đường mới vô trong được. Trời ơi, rất là hot. Cái tiệm nó rất là hot. Đó thì thôi, tối nay mời mọi người ăn hamburger cùng với vợ chồng mình nha. Rồi, mời mọi người. Dạ. Mời bé. Em cắt cái này. Ketchup ha. Đang đói bụng quá thì nghe cái mùi hấp dẫn. Cái hamburger này thường làm order về nhà thì nó sẽ chịu mất đi đấy. Nó sẽ không còn giòn nữa. Và cái phần thai nó cũng mất giòn. Rồi. Rồi đây, một cái hamburger đây mọi người. Hamburger thơm quá. Em nghĩ em không biết em ăn hết nổi không. Đây thì bây giờ em sẽ cắt cái này ra. Cái hamburger In-N-Out này á là họ có từ khoảng thập niên 50 rồi. Có nghĩa là cái em In-N-Out này rất là nổi tiếng. Và ở nước ngoài chắc không có đâu, ở trong nước Mỹ thôi. Nhưng mà trong nước Mỹ nó cũng không có nhiều chi nhánh, có vài cái chi nhánh thôi. Nhưng mà nó không có nhiều như McDonald's. Và nó làm thì ngon hơn McDonald's rất là nhiều. Burger King á, em thấy ở Việt Nam có mà anh hả? Burger King, nhưng mà Burger King không ngon. Đối với anh thấy Burger King không ngon. Cái này á, họ làm giống như homemade vậy đó, giống như là cái hamburger mà ở nhà mình làm vậy đó, thành thử ra rất là ngon và nó lâu đời rồi, tính ra 60-70 năm cái thương hiệu này rồi. Nhưng mà hầu như ai cũng thích hết. Đó, em bây giờ em cắt chút mực cà phê quá đã. Mời mọi người nha. Okay. Ngon quá. Lâu lâu ăn đồ phát phước ngon. Rất là ngon. Hấp dẫn. Bỏ cái sốt này lên. Có muối nữa nè. Nếu mọi người mà muốn thêm muối thì cho muối vô. Ngon quá mọi người. Hai miếng thịt, hai miếng cheese, rồi hành tây, cà chua salad, và cái sốt mayonnaise của họ đấy, mình lại đang khỏi gọi cái mayonnaise mà có lại hồng hồng á. Hai cái hamburger này có 10 đồng. Tính ra là thuế luôn là 11 đồng. 10 đồng 78 cent. Đồng ăn. Thôi đắt. Dạ. Nhưng mà họ ngon nhất trong các loại hamburger ở đây. Ngon hơn Carl Jr. Ngon hơn Jack in the Box, ngon hơn cả Burger King nữa. No. Ngon lắm. Ăn chung với ham khoai không? Cái fan fan này là không phải đông lạnh nhưng mà nó cắt rất là đúng rồi. Thường em thấy nhà mẹ tự là lấy đông lạnh ra nó chiên. Đúng rồi. Và cái french fry chiên của In-N-Out á là họ luôn là bào tại chỗ và chiên tại chỗ, là đồ tươi luôn, mà anh có nghe nói là đồ organic á, hình như đồ hữu cơ đó. Hôm nay làm biển nấu đi ăn fast food, đồ fast food.
cái hamburger đó là một món ăn chánh của người Mỹ. Đa phần người nào cũng ăn hamburger, ăn từ nhỏ đến lớn. Pizza đó hả? Pizza cũng người Ý. Yeah. Còn nói về đồ ăn chánh của Mỹ là hamburger. Ý là pizza với lại spaghetti. Còn mà người Mỹ thì taco, burrito. Bữa nào mình đi ăn burrito. Em chưa ăn burrito bao giờ hết. Thì cái bò đó là bò nó cắt cục giống như là bò bò lúc lắc của mình vậy. Họ bỏ vô bánh tráng mềm mà nó gọi là burrito, nó họ cuốn lại và họ bò những cái loại sốt của họ vô rồi bơ, trái bơ đó họ sắc ra họ bỏ vô, trời nó ngon lắm, rất là ngon. Em chưa ăn đồ Mỹ đó bao giờ. Không mà ngon lắm em. Dạ. Cái này là gì? Trà matcha. Dòng sao của Nhật Bản á. Phải cái ly này nha. Mẹ nói một khoa nóng thích cái gì. Ôi trời. Để em thử cái này ha. Cái này là cái strawberry tomato. Hấp dẫn quá ha. Làm ngon, không ngọt. Thơm, thơm mùi chè. Qua trà sữa. Lý do là trà sữa cái ống hút này hơi nhỏ không hút được cái hộp. Thế nên mình mở cái này đó. Cái hộp chân châu của nó nên phải mở đây. Và mình dùng muỗng để múc chân châu. Nè, anh thử cái matcha này. Hút qua trên nè. Ngon quá. Strawberry. Dâu. Cái này là trà xanh matcha của Nhật Bản. Một cái ly trà sữa này nó bán tiền thuế luôn là gần 6 đồng nha mọi người. Trời ơi nó ngon. Oh my god. Nó không có ngọt mà nó rất là vừa mà nó thơm đó. Mọi người nên thử. Wow, ngon quá. Omomo. Tiệm trà sữa. Ngon quá. Nó tính nên nó bán năm hơn gần 6 đồng một ly cũng rẻ chứ không mắc anh. Mà phải đợi nửa tiếng cho lên. Ngon quá. Có nhiều người biết sao không? Get line đông quá, xuống order một lúc 10 ly đem về bỏ tủ lạnh uống dần. Ngon quá ha. Trà ô long và chanh. Cái này anh thấy coi trên web người ta review cũng cướp cái ly trà. Thật sự ra mình order 4 cái loại này đó là mình coi những cái review người ta khen nên mình order. Chứ lần đầu tiên cũng không biết là cái nào ngon cái nào dở. Đúng rồi. Đó nên coi trên cái review của mình của những người người ta đã uống rồi đó, người ta review cho cái tiệm này đó thì người ta khen những cái loại này ngon. Ngon. Dạ. Đồ thơm quá em ơi. Wow. Thơm quá ha. Nên mình thử. Trời ơi, oh my god. Cái mùi ô long đúng. Tại này anh thấy trong đó họ để những cái trà ô long nhỏ, mấy bút nhỏ nhỏ. Đúng rồi, cũng trà ô long. Cái này là cụ trà. Trời ơi, thơm quá em ơi. Wow. À, thơm của mùi trà đó. Em nhớ, tính ra mình đã uống cái này rẻ hơn bên Việt Nam. Cái đợt mình nhớ mình năm mình về mà mình vô cái trung tâm mình uống một ly trà nó bán 95 đồng. Quên 95 ngàn. Bên Việt Nam mà bán 95 ngàn một ly đồng đó. Đúng không? Đây, dạ. Yeah. Mà cái này để chơi trà rồi, quality ghê á. Đúng là nghe là dạo lắm. Dạ. Quá. Chơi trà thật luôn ha. Dạ. Đúng, cái mùi trà của nó khác cái mùi trà của nó bình thường anh thấy không? Cái trà bình thường là sao nghe có cái muỗng không có muỗng nhỏ, cái muỗng nhỏ nó hơi ngắn. Rồi ha, rồi mang cái dầu múc đi. Ngon
vô này vô tươi nó bỏ vô nó xay luôn anh. Cái này bỏ nó xay mà hơi chắc là dầm á. Vô tươi nha mọi người, không phải vô đóng hộp nha. Vô tươi nghe mùi biết liền. Dạ. Lần sau người ta cắt lại. Chất lượng quá. Ngon quá. Ngon. Tối no. Rất là no và rất là ngon. Hai cái hamburger và 3 ly trà sữa nha mọi người. 3 ly trà sữa. Quá đã. Khoai tây thì ăn không hết rồi còn. No dạ. Rồi vợ chồng mình xin chừng ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video clip của vợ chồng mình. Nếu mọi người yêu thích thì hãy đăng ký, share, like, ủng hộ channel cho vợ chồng mình nha. Hẹn gặp mọi người trong những video kế tiếp. Bye bye. Bye.